tuyến đường chưa kịp rút nước thì tiếp tục ngập sâu do hai cơn mưa lớn tối ngày 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 10. Người dân phải bỏ việc đi di chuyển đồ đạc ra ngoài, quét dọn nhà cửa vì nước tràn vào. Tại con hẻm thuộc khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các lối ra vào của người dân đều bị ngập. Có nơi ngập sâu đến khoảng 1 mét. Sáng nay, nhiều gia đình phải bỏ việc, khẩn trương di chuyển đồ đạc ra nơi khác để tránh bị hư hỏng do nước tràn vào nhà. Mưa lớn cũng làm nhiều hộ kinh doanh bị ế ẩm. Ngoài ra, một số tuyến đường như Cây Trâm, Phan Huy Ích của quận Gò Vấp, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 ở quận Bình Thạnh đến chiều nay vẫn còn ngập cục bộ, nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.